tìm đến địa chỉ cây đa lan rừng tự nhiên có bộ rễ ôm khối đá khoảng hơn 4 tấn và trị giá 300 triệu xem thế nào nhé. Trước kia con đường này của Bộ Quốc phòng nhằm vào việc chiến lược quân sự, và hiện nay thì khu vực này là một công trường đang thi công của tập đoàn bất động sản Đông Nam Á. Chúng ta đang ở đây là ấp 7 phường An Thới. Và trước mặt chúng ta là một công trường đang trong quá trình thi công của BM Group Nam Đảo Phú Quốc. Ngôi nhà chủ sở hữu cây đa lan cũng giáp ranh với công trường này nha cả nhà. Và gốc cây đa lan này đã có nhiều khu du lịch tại Phú Quốc đến mua với giá là 300 triệu. Nhưng gia đình vẫn chưa bán. Nội dung clip mà chúng ta đang chờ đợi là đây nha các bạn ơi. Cây đa lan rất hiếm nên chúng ta ít khi lại bắt gặp được. Những cây đa lan mọc tự nhiên trong rừng cũng đều có bộ rễ rất là có nét cây bonsai. Còn ở cây này thì bộ rễ có dáng độc lạ hơn tất cả, là bộ rễ ôm chặt vòng quanh một khối đá nặng khoảng gần 5 tấn. Nơi cao nhất của tảng đá là khoảng chừng 1m6. Ở dưới chân của khối đá có đường kính vòng tròn khoảng chừng 6m. Còn gốc của thân cây thì có đường kính khoảng chừng 2m. Những chiếc rễ con đang chặt vào nhau hết vòng tròn của khối đá như thế này nha các bạn. Nếu chúng ta trồng và tạo dáng cho bộ rễ được như thế này thì cũng mất cả trăm năm cả nhà. Chúng ta nhìn qua bộ rễ cây này thì rất là dễ bứng luôn nha. Chỉ cần đào sâu xuống chừng 50cm, cưa rễ và chúng ta sẽ có được một cây bonsai có bộ rễ có 102. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video. Hẹn gặp lại nha.